Nghe nhạc mới của Zack, netizen nhận xét Zack không thể sống thiếu KICM. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với LV News. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin của Vbox. Sản phẩm đầu tiên của Zack kể từ khi rời tay KICM đã gây nhiều tranh cãi, người khen có mà người chê cũng không thiếu. Vậy là sau một thời gian chờ đợi, Zack đã thực sự trở lại với âm nhạc bằng một sản phẩm hoàn toàn mới. Đi cùng anh lần này cũng là một ekip mới, bao gồm những tên tuổi quen thuộc như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, producer Hope Rocks. Từ thời gian, đội ngũ sản xuất cho đến chất liệu âm nhạc quen thuộc vẫn do Zack sáng tác đã tạo nên một combo khiến fan không khỏi phấn khích vì chờ đợi. Đến 20 giờ ngày 10 tháng 3, MV Là Một Thằng Con Trai chính thức ra lò trên nền tảng YouTube. Trái với suy nghĩ của khán giả, MV không có nội dung quá sâu xa hay phức tạp, chủ yếu xoay quanh một chàng trai sửa xe vô tình đem lòng cảm mến cô gái xinh đẹp nọ do Trà Long, Khánh Vân thủ vai. Từ đó, anh chàng bước lên hành trình tút tác lại bản thân để có thể cưa đổ được crush. Với lần trở lại này, ngoài đội ngũ ekip chuyên nghiệp, Zack còn quyết tâm lột xác hình tượng âm nhạc. Vốn quen thuộc với những bài hát mang hơi hướng âm nhạc dân tộc trước đây, nhưng với Là Một Thằng Con Trai, chàng ca sĩ 9X mạnh dạn thử sức với chất nhạc disco của những năm 80-90. Ca khúc vẫn được Zack sáng tác, còn phần hòa âm phối khí được đảm nhận bởi DJ producer Hot Rocks, một cái tên trẻ tiềm năng của làng nhạc điện tử Việt Nam. Đây là sản phẩm trở lại của Zack sau một thời gian dài ở ẩn, lại là lần đầu tiên bắt tay cùng một nhà sản xuất khác kể từ sau khi chia tay KICM, nên hiển nhiên netizen đã vô cùng mong đợi và bàn luận sôi nổi sau khi bài hát ra mắt. Trên thực tế, chất nhạc của Là Một Thằng Con Trai dù mới mẻ và mang đầy tính thử nghiệm nhưng lại gây nên làn sóng tranh cãi. Người thấy hay sẽ rất ngấm, còn người không thích thì nghe mãi cũng chẳng lọt tai. Đáng chú ý là dù trước đây KICM đã bị rất nhiều người anti do vụ lùm xùm với Zack, nhưng khi Là Một Thằng Con Trai ra mắt, nhiều ý kiến nhận định âm nhạc của Zack đã bớt hay hơn khi thiếu bàn tay nêm nếm gia vị của KICM. Việc cả hai hợp tác ngay từ những ngày đầu tiên đã giúp KICM hiểu rõ được ưu nhược điểm trong chất giọng và bài hát của Zack, từ đó phát huy thêm. Trong khi đó, DJ producer Hot Rocks rất xuất sắc về mặt hòa âm phối khí nhưng lại chưa đủ sự an ý. Hậu quả là bài hát, đối với một cơ số người nghe, hơi có sự lạc quẻ giữa nhạc và giọng.